Thưa quý vị, Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị khóa sổ thu chi ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2021. Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng, tính đến 17 giờ hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng đạt hơn 22.600 tỷ đồng, đạt 103,94% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Trong đó, thu nội địa đạt 95,68% dự toán, thu thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 5.144 tỷ đồng, đạt 144,92% dự toán. Chi ngân sách năm 2021 đạt 33.292 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách trung ương là 11.500 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương là 21.792 tỷ đồng. Tồn quỹ ngân sách thành phố đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 gần 15.000 tỷ đồng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ban ngành và ngành tài chính thành phố đã vượt khó hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thu ngân sách trong điều kiện khó khăn của năm 2021 và tin rằng với tinh thần này sẽ phát huy mạnh mẽ trong năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã tặng hoa chúc mừng lãnh đạo ngành tài chính thành phố và tặng quà lấy may mắn đầu năm cho các đại biểu và tập thể cán bộ công nhân viên Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng.